sẽ là cái sự kiện đình đám mà thay đổi cục diện downtrend của thị trường. Cho nên các bạn hãy follow thật sát nha. Ok, hello các anh chị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau sau một tuần đúng không nào? Hôm nay chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022. Như thường lệ thì đây sẽ là video cập nhật cuối tuần của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu video nhé. Hôm nay là chủ nhật ha. Mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trade Việt Nam. Như thường lệ thì mình sẽ phân ra làm 3 phần trong video này cho chúng ta dễ hình dung. Đó chính là tổng hợp tin tức hệ sinh thái, và thứ hai là tin tức thị trường, và cuối cùng sẽ là nhận định và tổng kết nhé. Thì trong tuần trước thì mình có dự đoán cho anh chị em, đó chính là chúng ta có thể là trade ở trên fan token đúng không? Cái dạng fan token. Còn các dạng khác thì nó sẽ có xu hướng sẽ đi giảm theo Bitcoin. Và các bạn thấy là Bitcoin hiện tại đang sideways và giảm. Nó chưa được rõ ràng cho lắm vì nó chưa gãy cái đoạn trend là mình nói đoạn 20 và 19x ha. Nó đang đi sideways đoạn này. Khi nào gãy hẳn thì nó mới xuống, còn không thì nó sẽ lại bật lên. Nó đang nằm ở cái đoạn sideways đi ngang này, hơi khó để biết được là chính xác nó sẽ như nào. Trong tuần này nó có khả năng nó sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi mà xong cái bản giờ mốt. Sau khi giờ mốt thành công, tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái thời điểm sẽ tốt đẹp hơn. Ok, chúng ta sang phần 1 nhé. Phần đầu tiên đó chính là tổng hợp tin tức hệ sinh thái. Thì chúng ta sẽ có một số tin tức như sau. Đầu tiên là trong hệ sinh thái của Ethereum trước nha. Ok, chúng ta sẽ sang vào trong hệ sinh thái của Ethereum trước nha. Trong Ethereum thì tổng số ETH được sách trong cái giờ mốt thì đã đạt mốc là 13 triệu token rồi. Với khoảng tầm là 412.600 validator. Các bạn thấy con số rất lớn đúng không nào? Số lượng validator này càng nhiều thì chứng tỏ cái mạng lưới hoạt động sẽ càng tốt và ổn định nha. Chúng ta thường để ý là DeFi thì trong hình thái crypto, trong toàn bộ thị trường crypto thì DeFi nó đang tập trung hoàn toàn nằm ở trong hình thái của Ethereum. Cho nên là đây là con số mà nó thể hiện cho sắp tới đây hoàn thiện bản giờ mốt thì chúng ta sẽ có thể là uptrend nha. Rồi ok. Thông tin thứ hai là Arbitrum thì đã chạy đúng roadmap của mình đã đề ra. Vì thế nâng cấp cái bản Nitro sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 31 tháng 8. Đó là bây giờ có hiệu lực rồi nha. Thì bản nâng cấp này thì giúp cho tăng thông lượng giao dịch lên này, và giảm phí này, và làm đơn giản để quá trình giao tiếp qua lại giữa Arbitrum và Ethereum nha. Cái con Arbitrum này là cái bản nâng cấp layer 2 của Ethereum nha các bạn. Đó là hệ sinh thái của Ethereum để mình chia sẻ với các bạn. Rồi chúng ta sẽ sang cái hệ sinh thái thứ hai. Đó là hệ sinh thái của BNB Chain. Ok, hệ sinh thái thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là về BNB Chain nhé. Thì vào ngày mùng 1 tháng 9 lúc 10 giờ sáng nha, thì sàn giao dịch lớn nhất thế giới đó chính là Binance thì vừa thông báo là sẽ ra mắt cái sản phẩm future dành cho các cái fan token với đòn bẩy tối đa sẽ là x25 lần. Và điều này thì thấy được chính là cái sự kiện World Cup của cuối năm nay ấy, thì sẽ có một phần tầm ảnh hưởng khá lớn đến thị trường crypto nha, các bạn nên theo dõi. Và cái chain fan token nó sẽ còn hot nữa và tất nhiên nó sẽ còn biến động rất là nhiều. Nên các bạn cũng hay follow nếu các bạn trade nhé. Nhưng còn nếu mà hold thì hãy cân nhắc thật kỹ vì có thể rất là dễ dàng các bạn đu đỉnh nhé. Ok, thông tin thứ hai trong hệ sinh thái của BNB Chain đó chính là BNB Chain Web3 Star Accelerator Việt Nam là một cái chương trình hướng đến là tìm kiếm những cái dự án Web3 nổi trội và giúp đỡ các cái nhà phát triển xây dựng các cái ứng dụng Web3 cho cộng đồng BNB Chain. Thì sau 2 tuần tuyển chọn thì cái chương trình này đã có danh sách là 10 dự án chiến thắng nha, bao gồm là đa dạng các cái phân khúc trong thị trường crypto từ GameFi đến cơ sở hạ tầng DeFi vân vân ha. Đó là hai thông tin của hệ sinh thái BNB Chain nha các bạn. Thì các bạn để ý là cái chương trình về Web3 Star Accelerator ở Việt Nam này cũng đã thành công rồi ha. Rồi chúng ta sẽ cùng sang cả hệ sinh thái khá là mới, đó chính là hệ sinh thái của Aptos nhé. Ok, thông tin đầu tiên đó chính là vừa qua thì Future Wallet thì thông báo là hợp tác với Shifutory. Shifutory này là cái NFT marketplace nha, lớn nhất được xây dựng ở trên hình thái của Aptos blockchain. Thì thông tin thứ hai đó chính là bên cạnh đó thì Shifutory này hiện cũng đang hỗ trợ các Petra Wallet này. Đây chính là cái ví nóng ở trên hệ Aptos cho các bạn, cũng được build bởi Aptos Lab. Đó, thì qua hai tin trên ta thấy được cái Shifutory này đang rất là tích cực để hỗ trợ nhiều ví để có thể thêm hút thêm khách hàng về cái hình thái này. Đây cũng là một cái bước đầu mà một cái hình thái đang làm. Cái con này khá là thú vị đó chính là nó chưa ra token của hệ sinh thái Aptos, nhưng mà các cái nền tảng build bên quanh trong hệ sinh thái đấy thì bắt đầu đã có rồi ha. Ví dụ như đã có wallet này, rồi đã có về Shifutory, đây chính là cái marketplace ha, đây chính là cái chợ NFT ấy. Đó, đây là một thông tin khá là thú vị cho hệ sinh thái này. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhé, đó chính là phần về tổng hợp tin tức thị trường. Thì mình cũng sẽ share thông tin thị trường cho anh em nắm trong tuần qua để chúng ta có thể nắm bắt tình hình tốt hơn nha. Về thông tin đầu tiên thì là thông tin Socios.com đã trở thành nhà phát hành token độc quyền cho đội tuyển bóng đá Argentina. Thì
Thì đầu tháng 9 thì Socius.com này là cái nền tảng phát hành fan token hàng đầu trên thị trường đã trở thành cái nhà phát hành token độc quyền cho cái đội tuyển bóng đá Argentina trong 4 năm tới nha. Ngoài ra thì Socius.com này còn là đội tuyển Argentina còn là đối tác chiến lược này với những mục tiêu ví dụ như là xây dựng một cộng đồng kết nối để sẵn sàng cho Web3 này và tương tác rồi lại và cho phần thưởng cho fan Argentina thông qua cái đồng token đó chính là AOG. Thì đây chính là một cái tin vui cho những nhà fan hâm mộ theo đuổi cái làn sóng fan token nha các bạn. Đây con này là con mới nên là nếu mà nó list trên Binance các bạn cũng nên là cân nhắc nha, khả năng nó sẽ FOMO tăng một đoạn. Ok không nào? Rồi thông tin thứ hai mình muốn share với anh em là thông tin liên quan đến Meta nha. Thì Meta mở tính năng là post và share NFT ở trên cả Instagram và cả Facebook cho người dùng ở Mỹ. Thì điều này có nghĩa là người dùng mạng xã hội Facebook và Instagram ấy, thì được lựa chọn các NFT trong bộ sưu tập của họ để có thể đăng lên tài khoản. Và người dùng có thể là kết nối tài khoản với các cái ví điện tử ví dụ như là Rainbow này, MetaMask này, Trust Wallet, Coinbase Wallet và Dapp Wallet ha. Thì để có thể thực hiện các giao dịch NFT liên quan. Thì việc triển khai rộng rãi tính năng mới cho Meta cho thấy là Meta đang có tham vọng là biến Facebook và Instagram trở thành một trong những cái nền tảng giao dịch NFT trong thời gian tới nha. Thì các bạn để ý, sau cái thông tin này mà nếu được áp dụng cho toàn cầu á, thì khi đấy có thể rằng là hoàn toàn là những cái ứng dụng như chúng ta đang dùng là Facebook này và Instagram sẽ trở thành giống như cái marketplace vậy. Đó chính là chúng ta có thể bán NFT trên đấy hoặc là có thể in ra những bức ảnh thật đẹp mà chỉ riêng của bạn độc quyền thôi. Họ muốn, người khác muốn mua thì có thể là comment phía dưới trả giá chẳng hạn. Đây cũng sẽ là một cái thứ rất thú vị và nó sẽ là một cái thứ đi dẫn đầu trong chuyện NFT và Metaverse. Ok không nào? Chúng ta sang thông tin thứ hai, thứ ba nhé. Thông tin thứ ba là Avalanche thì dính đến cái pháp chơi xấu đối thủ nha. Tuần qua thì Cryptolex đã đưa tin là Avalanche cấu kết với công ty luật là Roger Fitman thì từ tháng 8 năm 2019 ấy, thì nhằm chơi xấu các đối thủ để cạnh tranh, trong đó thì có như là Binance này, ICP và Solana vân vân ha. Thì đến cả CEO của Binance là CZ thì cũng đã tỏ ra sự thất vọng của mình trước Avalanche. Thì ngay sau đó thì CEO của Avalanche cũng đã lên tiếng và cho rằng là những cái cáo buộc của Cryptolex này ấy, là đưa ra vô căn cứ, và tuy nhiên thì cái giá của đồng AVAX cũng đã bị giảm khá là mạnh nha. Thì đây là một thông tin kiểu chửi nhau trên mạng các bạn ha. Rồi một thông tin nữa là thông tin thứ tư, đó là OpenSea cam kết chỉ hỗ trợ NFT ở trên Ethereum Proof of Stake thôi. Thì như các bạn biết thì Ethereum đang sắp sửa giờ mớt đúng không? Giờ mớt thì nó sẽ là có Proof of Stake và Proof of Work đúng không? Thì khả năng thì nó sẽ cạnh tranh và cãi nhau khá là lớn và cũng có thể sẽ hard fork ra hai bản khác nhau. Nhưng mà bên OpenSea thì chỉ cam kết hỗ trợ cho cái bản là POS thôi nha, là cái bản mà sẽ thành công á. Rồi, tối ngày 1 tháng 9 thì OpenSea đã chính thức đưa ra cái lập trường của mình về loại NFT sẽ hỗ trợ sau cái giờ mớt. Thì nền tảng này cũng cho biết là đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái quá trình chuyển đổi trên rồi. Trước đó thì một số nền tảng khác cũng đã bày tỏ quan điểm chỉ rằng là chỉ hỗ trợ cái phiên bản là POS của Ethereum thôi, ví dụ như là Cycle hay là Chainlink vân vân ha. Thì cái bản giờ mớt đang đến gần rồi và những cái thông tin về sự kiện này thì đều đang có tầm ảnh hưởng nhất định đến thị trường crypto, và cái đội ngũ của mình thì sẽ luôn cập nhật tin tức này mới nhất trên fanpage nha các bạn. Các bạn nên follow nhé. Các bạn nên để ý nhé, cái sự kiện giờ mớt này sẽ là cái sự kiện đình đám mà thay đổi cục diện downtrend của thị trường, cho nên các bạn hãy follow thật sát nha. Rồi ok, thông tin thứ năm nhé, thì mình muốn share với anh em là thông tin sàn DEX DDX thì yêu cầu là quét nhận diện mã khuôn mặt để có thể nhận thưởng. Thì là trong một bài đăng vào ngày 1 tháng 9 vừa qua đây, thì sàn DDX thì thông báo rằng là những người dùng mà mới gửi vào là 500 USDC thì cho giao dịch đầu tiên và sẽ được quét cái nhận diện khuôn mặt để xác minh danh tính, sẽ được nhận thêm một khoản tiền đăng ký nữa, chính là khoảng tầm 25 USDC, đó là thưởng thêm ha. Thì trước cái sự kiện trên thì một số bộ phận cộng đồng mạng đã phản đối vì cho rằng là cái hành động này là kiểm tra trên cái tương đương với việc là xâm phạm quyền cá nhân ha. Cụ thể thì founder là DeFi Watt thì đã cho rằng cái hành động này của DDX là hối lộ người dùng để có thể quảng cáo cho chiến dịch của mình. Trước cái tranh cãi trên thì sàn DDX đã ngừng cái chương trình khuyến mãi này rồi, và cũng như khẳng định dự án không yêu cầu người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân. Việc yêu cầu xác minh hình ảnh này chỉ để ngăn chặn gian lận thôi ha. Thì mỗi người một cách, thì ông thì muốn bảo vệ người dùng, ông thì bảo đây là muốn ăn cắp thông tin người dùng, tùy mỗi người thôi. Nhưng mà mình ý rằng là cái việc mà quét khuôn mặt nhưng không để lộ thông tin cá nhân ra ngoài thì đây là một cái thứ tốt, vì hiện tại thì blockchain chúng ta các bạn thấy rất là dễ dàng và rất dễ bị hack. Ví dụ như là ai đó cầm điện thoại của bạn mà mở điện thoại ra chuyển tiền của bạn đi mất
thì chúng ta sẽ không thể nào mà ngừng nó được, đúng không nào, không thể lấy lại được. Cho nên nếu mà quét khuôn mặt được hay là bảo vệ bằng bảo mật 2-3 lớp gì đấy thì có thể tốt hơn, đúng không nào. Chúng ta sang thông tin thứ 6 nhé, là sàn giao dịch tiền mã hóa là Coinbase bị lỗi tỷ giá. Chiều ngày mùng 2 tháng 9 thì đồng tiền của quốc gia là Georgia thì đã đột nhiên được bơm giá lên tận là 290 đô thay vì là 2,9 đô, nghĩa là x tận 100 lần đúng với cái giá đúng thật của nó nhé. Thì cụ thể là trong giao dịch thì một nhà giao dịch đã mua là 0,01 Ethereum thì với giá là khoảng tầm là 15.25 đô nhưng mà bị lệch tỷ giá lên tận là 1.525 đô lận. Để trước cái lỗi trên thì khoảng tầm 900 người đã lợi dụng cái lỗi này để có thể bòn rút tiền của sàn. Nhưng tuy nhiên thì Coinbase đã nhanh chóng là khắc phục bằng việc là đóng những tài khoản này lại và yêu cầu thu hồi số tiền đó ha. Thì hiện tại thì chưa xác minh được số tiền bị thiệt hại là bao nhiêu. Đó, đây là một quốc gia khá là thú vị ha. Ok, chúng ta sang thông tin thứ 7 nhá, là Cardo chính là con ADA ấn định ngày mainnet của cái bản hard fork Vasil. Thì sau bao ngày trì hoãn thì hard fork Vasil quan trọng của Cardo đã được ấn định vào ngày 22 tháng 9 năm 2022. Thì Vasil này là cái bản nâng cấp giúp cho Cardo mở rộng cái dung lượng mạng lưới và giảm chi phí giao dịch lên. Ngoài ra thì Vasil này cũng sẽ tạo điều kiện cho nhiều ứng dụng blockchain phát triển trên hệ sinh thái của Cardo tốt hơn. Thì sau tin tức này thì con ADA đã tăng lên khoảng 4% trong 24 giờ. Thì đây là một thông tin khá tốt cho hình thái của ADA. Nhưng mà các bạn có thể follow và đọc kỹ thêm nhé. Thì con này thì trước đó mình đã chia sẻ rồi. Công nghệ của nó hiện tại thì mình chưa rõ lắm, nhưng trước đó thì nó hơi delay rất nhiều lần. Ok, chúng ta sang thông tin thứ 8 nhé. Thông tin thứ 8 là thông tin Pháp, là CZ phản pháo lại tuyên bố rằng là Binance là một công ty của Trung Quốc. Thì bài báo trên là Fortune India thì đã đưa ra tin rằng là sàn Binance là một cái sàn giao dịch tiền mã có nguồn gốc từ Trung Quốc và hiện đang xâm lấn Ấn Độ bằng cách là tự do vận hành các cái dịch vụ bất hợp pháp. Trước thông tin xấu đó thì CZ đã có màn đáp trả lại cái đội ngũ rằng là cái đội ngũ của ông á, thì đến từ toàn cầu, và ông nhấn mạnh rằng là mình đang là công dân của Canada và đã rời Trung Quốc từ năm 1989, là lúc đấy khoảng 12 tuổi. Hiện tại thì sàn đang là sàn tập trung, đang mở rộng ra châu Âu, Trung Đông và Nam Mỹ. Đây là một cái những lời ông ấy nói là thật sự thật, nhưng mà chúng ta đều không thể nào phủ nhận được rằng là cái nguồn gốc sâu xa của bài sàn Binance chính là sàn từ Trung Quốc, đúng các bạn. Thông tin nữa là thông tin 9 là Hermes đã xin cấp bằng sáng chế và tấn công vào thị trường NFT và Metaverse nha. Thì theo cái hồ sơ trình lên văn phòng sáng chế thì nhãn hiệu Hoa Kỳ này, thì vào ngày 26 tháng 8 thì Hermes đã bắt đầu có kế hoạch để lấn sân sang NFT và Metaverse. Thì nếu hồ sơ được chấp thuận thì Hermes sẽ được cấp phép cung cấp phần mềm này lưu trữ và quản lý hàng hóa ảo, giao dịch bộ sưu tập tiền kỹ thuật số này, rồi là tiền mã NFT. Đó, ngoài ra thì có thể là sẽ mở các cái triển lãm thời trang và thương mại dịch vụ thương mại trên thực tế ảo nữa. Đó, thì ta có thể thấy được là sự xuất hiện của NFT và Metaverse thì đã mở ra một cái cơ hội mới cho các thương hiệu toàn cầu kết nối với khách hàng tốt hơn, đúng không nào? Thì các bạn tưởng tượng sau này có thể chúng ta sẽ được mua NFT ở trên cái dạng ở trên đấy, và sau đấy thì họ lại làm cho chúng ta một cái túi giống như NFT chẳng hạn như vậy ha. Thì Hermes đang đi theo cái hướng là muốn tiếp cận khách hàng thông qua Metaverse và cũng như thông qua NFT. Và các bạn thấy nếu như mà hôm nay cái tin đó chính là tin Facebook và cũng như là Instagram, mà nếu như là họ làm được những cái điều mà họ đang tuyên bố và đang chuẩn bị đó, đó chính là tất cả người dùng đều có thể kết nối ví và có thể là đăng cái những cái NFT ở trên giống như một đăng một tin status vậy, thì nó sẽ là trở thành một cái chợ marketplace cực kỳ siêu lớn luôn. Ok không nào? Rồi. Chúng ta sang thông tin thứ 10 nhá. Thông tin thứ 10 chính là thông tin liên quan đến on-chain. Thông tin đầu tiên trong on-chain đó chính là các cái ví cá voi sở hữu từ 1.000 đến 10.000 Bitcoin ấy, thì đang bắt đầu tích lũy để có thể tích lũy tiền on-chain một lần nữa ha, nghĩa là đang mua thêm ha, đang gom thêm. Trước đó họ đã bán rồi. Thì không chắc chắn là Bitcoin sẽ thoát khỏi cái downtrend, nhưng mà có vẻ khả năng khá là họ đang ưa thích cái mức giá khoảng 2.000 đô và họ đang mua khá là nhiều. Ok, chúng ta sang thông tin thứ 2 chính là SLPR, là cái tỷ lệ lợi nhuận điều đầu ra nha. Thì cái chỉ báo này là đây là một cái chỉ số quan trọng giúp chúng ta theo dõi cái hành vi tiêu dùng của on-chain và tâm lý thị trường. Hiện tại cái chỉ số SLPR này đang ở mức là 0,98 và đang cố gắng lấy lại cái mức trước đó ha. Thì nếu điều này xảy ra thì các cái nhà đầu tư có thể quay trở lại cái vùng kiếm lời và tâm lý sẽ tích cực lên. Đây chính là những cái ảnh các bạn nhìn thấy màn hình nhá. Ok, thông tin thứ 3 nhé, đó chính là cái chỉ số đô la Mỹ DXY thì đang đứng ở mức là 110 và chạm mốc cao nhất trong 20 năm qua. Thì khi nào mà nó bắt đầu quẹo xuống thì lại chúng ta sẽ lại bắt đầu thị trường là uptrend trở lại và tăng trưởng trở lại ha. Đây cũng là một cái thông tin on-chain.
Đó là tất cả những thông tin mình chia sẻ trong cái video ngày hôm nay, cũng như là cung cấp cho bạn số góc nhìn hiện tại của thị trường. Hiện tại thì mình hơi bị đau miệng cho nên mình nói sẽ không được rõ lắm, các bạn thông cảm cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phân tích về chart và tổng quan thị trường nhé. Rồi, ok. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào Cogeco. Thì trong 7 ngày qua thì Bitcoin vẫn đang sideways, không có biến động quá lớn. Hiện tại vẫn đang loanh quanh từ khoảng tầm 19.000x đến tận 20.000x thôi. Nó cũng không 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 có cái gì gọi là rõ ràng cả. Nhưng mà khi mà Bitcoin sideways thì các cái đồng coin khác nó đang có cái vẻ muốn hồi phục trở lại, muốn tăng trở lại. Bây giờ chỉ cần tín hiệu Bitcoin rõ ràng thôi là tăng lên thôi, thì tất cả những đồng coin đấy sẽ bắt đầu bay mạnh. Thì các bạn đều nhìn thấy màn hình thì các cái đồng coin liên quan đến coin DAO hay là các cái đồng coin cũ nha, thì liên quan máy DAO thì do cái sự kiện ra mớt thì cũng đã tăng khá là ổn nha. Trước đó mình có làm video nói qua mấy con ETC hay là một số con DAO rồi, anh em có thể nghiên cứu sâu về phần đó nhé. Trong tuần này thì mình thấy rằng là các bạn vẫn nên tập trung follow Bitcoin đi, vì nếu chỉ cần Bitcoin nhích trở lại chúng ta sẽ bắt đầu nhảy sang mua layer 1 và layer 2 ngay nha. Còn nếu không thì các bạn cứ kiên nhẫn mà trade ở trên Phan Token thôi, không vấn đề gì hết ha. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ mở cái chart Bitcoin lên cho các bạn xem. Thì trước đó mình đã nói sơ qua rồi, đó chính là hiện tại nó nằm ở cái cản cứng ở đây. Cho đến khi nào mà nó gãy hẳn cái chart đây và tụt về khoảng tầm 18x, có nghĩa là đóng nền phía dưới luôn, thì chúng ta sẽ có một cái mùa downtrend tiếp là tụt sâu thêm. Mà đây là trong trường hợp là cái bản giờ mất bị thất bại nha. Còn nếu mà giờ mất thành công mà chỉ cần nó kéo Bitcoin trở lại vùng khoảng 22 hoặc 23 đóng nền lên trên, thì chúng ta sẽ có một mùa uptrend mới. Thì các bạn nên nhớ là thông tin cái giờ mất nó khả năng sẽ điều chỉnh cả cái thị trường lại trở về uptrend hoặc là downtrend nếu thành công hoặc thất bại, đồng ý không nào? Đó là cái thông tin tổng quát của mình thôi, hiện tại thì nó vẫn chưa rõ ràng cả và nó đang sideways. Mình với các bạn cũng đang chờ đợi cũng như là theo dõi thị trường, cũng như là cập nhật thật tin tức thật nhiều để có thể nắm bắt được cái thị trường này ổn định nhất nhé. Còn về nhìn chung thì hiện tại thì khi Bitcoin về vùng 20.000 á, thì tất cả các cái layer 1, layer 2, những con tốt á, thì đều đã về vị trí mua rồi. Các đang về vị trí mua rất là tốt nha. Nên nếu như các bạn mà cảm thấy sợ mất cơ hội thì có thể mua một phần trước, rồi sau đấy nó tụt xuống sâu hơn thì có thể DCA. Còn nếu các bạn mà vẫn đang đinh ninh rằng là thị trường chắc chắn sẽ phải tụt thì không sao hết, chúng ta sẽ đợi nó tụt hẳn để mới mua cũng được ha. Cái này là tùy theo phong cách chơi của các bạn. Mình thì sẽ không đưa ra cái lời khuyên cụ thể là các bạn sẽ nên mua thời điểm nào, vì thật ra là mình không biết rằng là nó sẽ xuống hay là nó lên đoạn này, đoạn sideways này. Chúng ta phải đợi giờ mất thành công hay không nhé. Nhưng mà với cái khối lượng vốn đây rất là lớn đây, thì mình nghĩ rằng là đây khả năng sẽ là một cái cản cứng và đáy. Có thể nó sẽ giật xuống hoặc là giật râu, nhưng mà giật râu để đi lên. Đó là cái quan điểm cá nhân của riêng mình thôi. Còn để biết có chính xác hay không, chúng ta sẽ cần thời gian để chứng minh nhé. Rồi, ok. Video hôm nay tới đây thôi. Vì mình đang bị đau miệng cho nên mình sẽ không nói được quá nhiều. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Đừng quên bấm cho mình một like và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau ha.